đâu ra này? Thì lấy trong máy quạt trống á. Ai lấy? Chị chỉ em nữa. Em không biết gì đâu. Em không biết gì đâu. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì anh già tính làm một cái món đồ ăn để giải nhiệt. Quá trời nóng rồi các bạn ơi. Cái món này nó có liên quan tới máy móc xay nước đá, nhưng mà cúp điện rồi, cho nên là bây giờ tụi em không biết làm gì nữa. Đúng rồi đó, cúp điện hoài nhà em nè. Mới gắn cái máy lạnh xong, chưa kịp xay chân cúp điện, lăn vô cái bồn cầu, ôm bồn cầu ngủ. Cái đó tối mắt vô bồn cầu giải quyết luôn, khỏi đi ra đi vô mệt. Gần 3 tháng nay đó không có hột mưa nữa. Hay là mình làm gì cho mát mát đi. Hay là bây giờ mình chế cái máy quạt đi thôi. Mày bị điên hả? Bây giờ cúp điện ngồi điện đâu mà làm cái máy quạt mà quạt. Ghim vô đít mày lấy điện hả? Thì hôm nay anh già sẽ chế một cái máy quạt, nhưng mà không chạy bằng điện, chạy bằng nước. What? Nani? Mới biết luôn, máy quạt bằng nước sao chạy anh? Không lẽ là nó cái máy quạt nó hút hơi nước rồi nước bay vô mặt mình chạy chắc cũng mát lắm á. Sao? Hợp lý không? Hợp lý. Giờ hợp lý không? Giờ làm không? Làm. Ok, vậy thì hôm nay team của bọn mình sẽ làm một cái chiếc máy quạt chạy bằng nước nha các bạn. Mà mình chế bằng cái gì anh già? Và để chế được cái máy quạt này thì mình sẽ cần một cái cánh quạt, một cái cốt của cái máy quạt nữa. Và cái nhông để chuyển động. Để anh đi mua cánh quạt cho. Mình lấy cái này làm hộp số cho nó nha các bạn. Cái này là cái củ đề xe máy nha các bạn. Rồi, các bạn mua cái củ đề cũ thì cỡ chừng 10.000, 20.000 nha, củ đề hư nè. Ai kia nó lấy tiền nó đi trên net luôn hay gì á. Không có cánh quạt rồi anh già ơi. Người ta đóng cửa cho nghỉ dịch cho mày. Em thấy trong nhà hình như có cái quạt á, nhưng mà chưa tạm thời chưa có điện, bây giờ mình lấy đại chơi luôn đi. Cúp điện rồi chạy nó hết điện, nó ồn quá các bạn ơi, chắc tụi mình ra sao làm. Mình sẽ lấy cái ống này làm cái thân cho nó nha các bạn. Hồi nãy con lấy cái ống này trong cái cây đó người cưng cắn hay gì vậy? Hả? Em đói quá, nhà anh có cho em ăn gì đâu. Cảm ơn. Giờ mình sẽ tận dụng cái lỗ này, mình gắn cái này vô đây luôn nha các bạn. Mình dặn con ốc ở đây đỡ lại đây cho nó cố định lại đây nghe các bạn. Rồi mình lấy cái dây rút rồi mình buộc lại. Nó chạy hoài bo vịn thì mình cái bo. Vịn cái cục này nè. Anh kêu vịnh cái cục này nè. Vịnh gì hả? Anh kêu vịnh cái cục này nè. Trời. Vịnh cái cục đó đó, rồi đúng rồi đó. Rồi lấy con tay ra chưa? Coi. Rồi cột. Rồi được rồi. À, có lý chưa? Chắc để cái bình nước đây luôn quá. Để mình nước đây cho nước nó chạy trên đây. Vậy là mình đã làm xong cái quạt gió chạy bằng nước nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho chạy thử nghiệm nha. Cái bình nước thì mình để lại dưới đất đi rồi mình rút nước lên. Cái này là cái đế, cái eto kẹp đỡ vô đây thôi, để cho nó cứng lại. Mình làm cái này chưa có hoàn thiện. Ướt thiệt sự luôn á. Cúp điện mà có cái quạt này đúng bài luôn mày. Hết được chê luôn. Mát không? Trời ơi, anh già chế mà mày khỏi nói rồi. Anh già quay chế quạt độc thiệt luôn á. Độc lạ có 102 đó. Anh nói mát rồi, kẹt lại chỉnh cho nó mát rồi. Cho nước nhiều vô. Nước nhiều vô. Đã không, mát không? Đã không, quá trời mát luôn. Không, nó mát cũng như cái quạt bình thường mình luôn không? Trời, tóc bay phấp phới luôn rồi nè. Đó, tóc bay phấp phới luôn.
Rồi, đã chưa? À. Không biết tụi bay đã không chứ tao tao le lử rồi đó. Quay giật tình vô mình ơi. Sao nó chế quạt chạy nước mà em quay cũng chết vậy? Có bây giờ, bây giờ anh hỏi anh Kiệt nha. Kiệt mệt không? Mệt. Mệt uống nước cái đi chạy nữa. Mệt uống nước rồi quay tiếp. Rồi, mình hỏi các bạn nè, đó giờ các bạn có thấy cái quạt nào mà chạy bằng nước chưa? Nope. Cái động cơ hơi nước thì có, động cơ hơi nước hồi xưa người ta áp dụng người ta làm tàu lửa đó các bạn. Cái này là quạt gió quay tay lông chỗ thủ. Quạt á chừng nào mệt lấy nước uống vô quạt tiếp. Trời ơi, quay mạnh mạnh vô coi, mới uống nước xong mà quay yếu chứ gì mày. Mới quay xíu mệt chứ kìa. Mình không làm trực tiếp nha các bạn. Nếu mà các bạn làm trực tiếp á, cái vòng quay của cái quạt nó sẽ không đủ mát đâu. Các bạn phải qua một cái hộp số để cho nó tăng cái tốc của cái cánh quạt lên. Các bạn quay một vòng của cái tay nhưng mà cái cánh quạt nó quay tới khoảng 10 vòng lận. Mệt quá. Nó quay mà nó té địch luôn á mà. Nó quay mà làm cái bụn cái gì á. Thiệt là tình. Rồi xong bắt đầu nó hút vô đây nó thổi với mấy người kia luôn chứ. Trời ơi trời. Nó đã, bên nói nghe nó đã hơn là gì nữa. Mày mạnh lên nha tụi bay. Nó mệt mũi hết trời kìa. Tụi bay mạnh cho tụi bay đó. Anh già ơi, mốt chết chạy bằng cơm đi, chạy bằng nước nữa mệt quá. Bằng cơm bằng nước gì cũng vậy mà. Bằng nước thì uống còn bằng cơm thì ăn thôi. Từ tới anh Dương kìa, anh Dương vô hai cái anh ta coi. Tao quay gì sâu mắt đi chân mày. Quay cái gì vậy chạy? Quay mát mà. Phê mà. Nó mát cái tụi mày đâu mát mà nó quay ngược mà. Trời đĩa, trời đĩa. Quay đàng hoàng cho người ta coi. Đó, rồi. Phê không? Để các bạn tin ha, thì bây giờ anh già sẽ ngồi trước cái quạt gió đó và test cái sức gió cho các bạn xem nha. Cái này là thật ra là đồ chơi nhưng mà vẫn áp dụng được nha các bạn. Nếu mà trường hợp mình cúp điện, cái này nó vẫn hơn cái quạt tay đó. Đây là cái sức gió mà mình đặt cái camera ở phía trước của cái quạt gió rồi các bạn nghe đó. Bạn Kiệt vẫn quay với cái tốc độ bình thường nha, không quay nhanh lắm. Đây, còn đây là tóc mình. Đó, tóc bay phơi phới luôn các bạn, rất là mát nha. Mát quá. Đã thiệt chứ. Dạ. Có điện rồi mà bấm cái quạt xong rồi không có cái guồng ở đâu ra này thì lấy trong máy quạt trống á. Ai lấy? Hả? Chỉ em nữa, chỉ chữ nữa. Cái thằng Bo nó lấy đúng không? Cái gì á? À? Em không biết gì đâu. Cái cánh quạt em không biết gì đâu. Thằng nào góp phần chung cái đó? Thằng Dương đúng không? Mát lắm mày đứa ơi. Giờ tháo ra đi, tớ lấy đi. Mấy anh em mình đó, mấy lần mà chế đồ mà lấy đồ không nhận là thế nào không bị gờ các bạn. Lúc đầu em nghe anh nói em tướng thiệt không á. Ủa tao không thôi. Tướng đầu nó thấy tôi hoạt động nước rồi nó tin như thiệt. Anh nói không lẽ mình chốt chỗ này tối ngày sáng đêm. Chỉ như ngồi chết kè lên trên là bị ăn đó.
Bắn bắn ngồi đu đưa hết dính kìa, sao lên bốn anh em mình ngồi thế này luôn. Ok, clip mình cũng sẽ dừng ở đây nha các bạn ơi. Các bạn xem video thấy vui thì nhớ like và subscribe để ủng hộ cho anh già nha. Xem anh già chào tạm biệt các bạn. Bye bye.